Không quay ở trong sân lại ra quay cái thùng này. Thế nè. Đùa gì, mẹ đứng mép sân nó nắng lắm không ạ? À? Đứng chỗ nào mát mát tí lại đứng. Ơ mẹ chưa sắm Tết à? Thế làm gì có tiền mà sắm Tết? Bán Tết rồi, nhà mày bán Tết rồi. Có tiền mày có tiền sắm Tết. Tết tiền chả có đấy đâu mà bố sắm. Bố chẳng có tiền. Thế ba xin bố tiền cho mẹ sắm Tết. Tiền của bố, tiền mẹ đâu cũng sắm Tết. Bố cho mẹ tiền mẹ đi sắm Tết. Ôi đấy sao mẹ không xin tiền bố rồi? Có ai đưa trả xin. Xin thì xui vậy. Bố đưa mẹ sắm Tết rồi, sắm hết được thôi. Bố thích sắm cái gì? Sắm cái gì không phải việc của con. À con biết rồi, bánh kẹo. Giờ chỉ tiêu hết nhiều, sắm hết bao nhiêu. Tết có ăn bao nhiêu đâu, không có không được. Bỏ ra lại bỏ vào. Vâng. Thế nhưng mà vẫn phải có, chú bảo không có không được. Phải có nhưng bỏ ra lại bỏ vào. Nhọc bánh thế. Vâng. Thức ăn bày ra bày vào chợ bánh. Cái tường đấy không cào xuống hả mẹ? Hả? Không, đó là bảo cái tường ở giữa. Đúng.